Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Kiếm Tiền Online của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ cập nhật cái tình hình rút tiền trên trang Rao Git ha, hay còn gọi là BicoWorker các bạn, xem liệu trang web này trả tiền uy tín như thế nào ha. Ok, rồi, thì đầu tiên các bạn vào trang Rao Git, sau đó là các bạn bấm vào phần Wallet phía trên này ha. Rồi, ở đây á, là đây là cái lịch sử rút rút tiền mấy đợt trước của mình là 6 tháng trước, 4 tháng trước, 2 tháng trước và cái đây là 3 tuần ha. Và số tiền mình rút nữa ha các bạn. Cái này là nó đã trừ phí rồi nha. Ok. Rồi để rút tiền á các bạn bấm vào chữ request withdraw này ha. Bấm vào đây. Rồi sau khi xong ở đây nó cho các bạn là tổng cộng 4 loại ví là ví ATM, ví Litecoin là cái đồng Litecoin các bạn, ví PayPal và ví Uphold. Thì hiện nay Uphold á là Việt Nam nó không hỗ trợ ha, cho nên các bạn có thể sử dụng ba ví này để rút tiền vậy ha. Ok, cái phần ví Litecoin này thì mình những video trước á mình đã làm cái phần rút tiền trực tiếp qua đây ha, còn ATM thì mình chưa có làm bao giờ ha. Hôm nay mình sẽ rút về PayPal ha các bạn. Rồi ok, để rút tiền về PayPal đó, các bạn bấm vào chữ PayPal nè. Rồi sau đó là các bạn làm đồng ý với các điều kiện điều khoản có nạp trên đây ha. Rồi sau khi xong á, các bạn sẽ đặt cái số tiền muốn rút ở đây. Mình đang có là 10 đô 10 đô phẩy 8 ha. Ok, mình sẽ rút hết luôn. Thì đây nó trừ phí mình là 2 đô mà nhận được sẽ là 8,71 đô các bạn. Phí nó rất là cao ha. Ok, để rút tiền á các bạn bấm vào chữ send token nè, sau khi các bạn là xem ok ổn hết thì các bạn bấm vào chữ send token. Rồi, sau khi send token xong thì nó sẽ gửi cái mã, một cái mật mã về cái mã token về cái email của bạn khi mà bạn đăng ký vào cái trang Rao Quýt á. Cái một điều lưu ý nữa là khi các bạn đăng ký tài khoản email á thì cái email này phải trùng với tài khoản PayPal nha. Nó trùng với PayPal thì khi các bạn đặt lệnh rút tiền á, nó sẽ trực tiếp về cái email đó luôn, là nó trùng với tài khoản email trên đây ha các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ mở email lên để lấy cái mã ha. Rồi thì các bạn thấy ha, đây là mã token của nó nè ha, nó gửi cho mình nè, các bạn copy cái mã này. Các bạn copy cái mã này. Rồi. Sau đó là các bạn dán cái mã vào đây. Ok, sau khi xong các bạn bấm submit request. Rồi, thế là nó đã hoàn tất cái quá trình mà mình đặt cái lệnh rút tiền ha. Thì đây nó sẽ về là 8,71 đô các bạn, nó để đang để cái dòng đỏ nè. Cái dòng này thì các bạn có thể hồi lại ha. Nếu các bạn không muốn rút ha. Ok, thì các bạn đợi một khoảng thời gian ngắn ha, thường thì tầm khoảng dao động từ 8 đến 10 tiếng thì tiền sẽ về các bạn, hoặc là đó là 7 đến 10 tiếng thì phải. Rồi ok. Thì để mình xem, để em xíu coi xem cái trang web này trả tiền như thế nào ha các bạn. Rồi ok. Rồi ok. Thì như các bạn đã thấy ha, ở đây nó đã để là tiền đã chuyển về cho mình là 8,71 đô này ha các bạn. Rồi ok. Thì lúc mình đặt lệnh rút với các bạn là khoảng 15 giờ ngày 16 tháng 4 ha các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ mở cái bằng chứng rút tiền cho các bạn xem ha. Đây nè các bạn, mình rút chữ PayPal ha, và nó chuyển cho mình là 8,71 đô ha các bạn. Vào lúc là 22 giờ nè, tức là đâu đó khoảng trên khoảng khoảng trên 7 tiếng ha, thì nó đã chuyển tiền cho mình ha. 22 giờ 25 ngày 16 tháng 4 nè, tức là chủ nhật nè. Rồi ok, thì nói chung là trang web này trả tiền rất uy tín ha, cho nên các bạn cứ yên tâm tham chiến nha các bạn. Các bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách vào kênh của mình, sau đó bấm vào danh sách. Thì ở đây á mình có cái danh sách về cái phần tổng hợp các video về Rao Quýt, trong đây có nói về các cái bước cơ bản để các bạn là chuẩn bị để làm nhiệm vụ cũng như là các cái dạng nhiệm vụ ở trên đây ha các bạn. Rồi và có thể vào đây để tìm hiểu thêm đối với Rao Quýt nhá, hay là còn gọi là BicoWorker các bạn. Thì đây là chúng ta cày chay ha, hoàn toàn miễn phí ha. Từ lúc mình rút tiền tới bây giờ ha là đâu đó khoảng 50 đô rồi, 50 đô rồi, thì cái này là hoàn toàn miễn phí ha, cho nên các bạn tham chiến cái này các bạn cứ yên tâm ha, không cần bỏ vốn nữa ha. Rồi ok, video mình kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like cũng như là nút đăng ký kênh ha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt các bạn.